Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một chú chuột túi kangaroo nha các bạn. Phần bộ lông của chú chuột túi này sẽ được mình tô bằng cái bút chì màu cam cho phần màu lông nhé. Phần chân, hai cái chân sau này mình cũng sẽ tô màu cam cho hai cái chân này của chú chuột túi này. Tiếp theo là phần bụng của chú chuột túi này. Tiếp theo là hai cái chân phía trước của chú chuột túi này. Và để tô màu cho chú chuột túi con đang nằm phía trong túi này thì sẽ sử dụng màu vàng để tô màu cho chiếc chú chuột túi này nhé. Thank you.
và bức tranh về chú chuột túi này đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.